30. Phẩm bảo tháp. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, hay đối với kinh Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cẩn tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó thân thường yên ổn, tâm luôn vui vẻ, chẳng bị các tai họa xâm phạm não hại. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với kinh Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, gần gũi cúng dường, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, khi ở trong quân đội sắp trận giao chiến, mà trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật đa như thế, sẽ được các hữu tình từ bi ủng hộ, chẳng bị dao gậy làm tổn thương, kẻ oán địch đều khởi từ tâm, nếu họ khởi ác tâm thì tự nhiên lui bại. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, nếu ở trong quân trận mà bị dao tên làm thương tổn, đoạn mất thân mạng thì quyết không có lẽ ấy, vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó lấy vô sở đắc làm phương tiện, nhiều kiếp tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tự có khả năng hàng phục dao gậy tham dục, cũng có khả năng trừ được dao gậy tham dục của người khác, tự có khả năng hàng phục dao gậy giận dữ, cũng có khả năng trừ được dao gậy giận dữ của người khác, tự có khả năng hàng phục dao gậy ngu si, cũng có khả năng trừ được dao gậy ngu si của người khác, tự có khả năng hàng phục dao gậy kiêu mạn, cũng có khả năng trừ được dao gậy kiêu mạn của người khác, tự có khả năng hàng phục dao gậy ác kiến, cũng có khả năng trừ được dao gậy ác kiến của người khác, tự có khả năng hàng phục dao gậy tùy miên, cũng có khả năng trừ được dao gậy tùy miên của người khác, tự có khả năng hàng phục dao gậy triền cấu, cũng có khả năng trừ được dao gậy triền cấu của người khác, tự có khả năng hàng phục dao gậy ác nghiệp, cũng có khả năng trừ được dao gậy ác nghiệp của người khác. Này Kiều Thi Ca, do nhân duyên đây, nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, nếu vào quân trận thì chẳng bị dao gậy làm tổn thương, kẻ oán địch đều khởi từ tâm, nếu họ khởi ác tâm thì tự nhiên lui bại. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, trí tâm niệm tụng Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, nhờ sức oai thần đây, nếu ở trong quân trận mà bị dao tên làm tổn thương, đoạn mất thân mạng, thì quyết không có lẽ ấy. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, thường đối với Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cẩn tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó chẳng bị tất cả độc dược, đồng cốt, quỷ mị, ếm rùa, chú thuật, não hại, chẳng bị nước dìm, chẳng bị lửa đốt, tất cả dao gậy, ác thú, oán tặc, ác thần, chúng tà, yêu quái, chẳng làm tổn hại được. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Đại Thần Chú, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Đại Minh Chú, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Vô Thượng Chú, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Vô Đẳng Đẳng Chú, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Vua Tất Cả Chú, vô cùng thượng diệu, không gì sánh bằng, đủ đại uy lực, điều phục tất cả mà chẳng bị tất cả điều phục. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, tinh cần tu học chú vương, vua tất cả chú như thế. Tự mình chẳng bị hại, chẳng làm hại người khác, cả hai chẳng bị hại. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó học Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, rõ thấu mình người đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, khi học Đại Chú Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, chẳng nắm bắt ngã, chẳng nắm bắt hữu tình, cho đến chẳng thấy người biết, chẳng thấy người thấy, chẳng nắm bắt sắc, chẳng nắm bắt thọ tưởng hành thức, cho đến chẳng nắm bắt trí nhất thiết, chẳng nắm bắt trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì chẳng nắm bắt những cái này, nên tự mình chẳng bị hại, chẳng làm hại người khác, cả hai chẳng bị hại. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, khi học Đại Chú Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, đối với ngã và pháp,
tuy không nắm bắt nhưng vẫn chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, quán tâm hành sai khác của các hữu tình, tùy nghi chuyển bánh xe pháp vô thượng, khiến cho họ như thuyết tu hành, đều được lợi ích an vui. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì chúng đại Bồ Tát quá khứ, đối với đại thần chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, tinh cần tu học, đã chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng. Chúng đại bồ tát vị lai, đối với đại thần chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, tinh cần tu học, sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng. Các chúng đại bồ tát hiện tại khắp mười phương vô biên thế giới, đối với đại thần chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, tinh cần tu học, hiện đang chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó ở bất cứ nơi đâu, trong cõi nước, thành ấp, không bị người và phi nhân ở nơi đó gây tai họa, đem tật dịch làm thương hại. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó ở bất cứ nơi đâu, cũng được chúng trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh, và các rồng thần A Tố Lạc trong tam thiên đại thiên thế giới và mười phương vô biên các thế giới khác, thường đến bảo hộ, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chẳng để cho Bát Nhã Ba La Mật Đa bị nạn. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, viết đại thần chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, tôn trí để chỗ thanh tịnh, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, tuy chẳng lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, cũng chẳng vì người khai thị giảng nói, nhưng ở bất cứ nơi đâu trong cõi nước, thành ấp, vương đô, không bị người và phi nhân ở nơi đó gây tai họa, đem tật dịch làm thương hại. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì đại thần chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, ở bất cứ nơi đâu, cũng được chúng trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh, và các rồng thần A Tố Lạc trong tam thiên đại thiên thế giới và mười phương vô biên các thế giới khác thường đến bảo hộ, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chẳng để cho đại thần chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa bị nạn. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó chỉ biết đại thần chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa, tôn trí để chỗ thanh tịnh, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, mà còn được hiện pháp lợi ích như thế, huống nữa là trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý và vì người khai thị giảng nói, thì nên biết hạ người này công đức vô biên, mau chứng bồ đề, làm lợi ích an lạc cho tất cả. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà sợ hãi oan gia ác thú, tai họa yếm rủa, tật dịch độc dược chú thuật, thì nên viết đại thần chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa này, tùy theo chỗ viết được nhiều ít, đựng trong túi thơm, đặt trong ống trúc báu, luôn đeo bên thân, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì các việc sợ hãi đều tự tiêu trừ, vì được trời rồng quỷ thần thường theo bảo hộ. Này Kiều Thi Ca, ví như có người hoặc loài bàng sanh vào viện cội bồ đề hoặc đến bên viện kia, thì nhân phi nhân chẳng thể làm tổn thương. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì chư Phật quá khứ vị lai hiện tại đều ngồi nơi đây chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Sau khi chứng được bồ đề, các ngài thí cho các loài hữu tình sự không kinh sự,